Hai mối, tác phẩm muốn tiền Tấn nhưng không có nhà tài trợ. Tôi cháu hành vậy, tự dưng tôi nhớ Chí Phèo Thị Nở. Tôi là Thị Nở. Còn hai á là kẻ thất bại. Đạo diễn Vũ Thành Vinh một mình chấp hết, tự bỏ tiền túi ra quay phim thỏa mãn đam mê điện ảnh. Công nghệ hiện đại và loạt cảnh quay khó khiến đoàn phim vừa mất sức vừa mất tiền, mang đến trải nghiệm chân thực nhất cho khán giả. Dàn nghệ sĩ gạo cội từ Quyền Linh, Hồng Vân, Công Ninh có màn hội tụ chất lượng. Ông thương nó vậy á, tôi không biết là nó có hiểu cho ông hay không nữa. Tài năng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Sau trailer đầy cảm xúc, khán giả đã có những đánh giá khá cao về bộ điện ảnh Hai Mối sắp ra rạp. Là bộ phim có nội dung xoay quanh tình cảm gia đình, Hai Mối hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Khi dõi theo hành trình của người cha lam lũ vất vả, tất cả chỉ để cho con có được một cuộc sống bình yên. Bên cạnh kịch bản, tạo hình, diễn xuất, thì những cảnh quay trong phim đã mang đến nhiều trải nghiệm mượt mà cho khán giả với hình ảnh đẹp, góc quay xuất sắc. Theo chia sẻ của đoàn phim, để có thể mang tới những hình ảnh chất lượng cao nhất cho Hai Mối, đoàn phim đã mạnh tay chi tiền, mua về những thiết bị máy quay hiện đại nhất. Đây cũng là dòng máy mà nhiều đoàn phim trong và ngoài nước sử dụng. Tất nhiên, đối với ekip của Hai Mối thì không có mảng đầu tư nào là thừa thãi. Việc mua được máy quay phim xịn sò đồng nghĩa với việc chất lượng hình ảnh tốt hơn, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo hơn cho khán giả. Nói về vấn đề này, đạo diễn Vũ Thành Vinh đã chia sẻ như sau. Trước tiên là kịch bản, rồi sau đó là về các công tác khác như là diễn viên, rồi bối cảnh. Ở trong đó có thiết bị, và cái thiết bị tốt như vậy sẽ hỗ trợ về mặt hình ảnh. Nên cái việc đầu tư này là nó thật sự là nó đáng để mà đầu tư. Vì như thế thì cái sự đầu tư đó sẽ mang lại lợi cho khán giả thôi. Và hy vọng là khán giả sẽ có những cái thước phim chất lượng khi mà thưởng thức tại rạp. Có được thiết bị xịn sò, những thước phim của Hai Mối trở nên hoàn hảo hơn hẳn. Đặc biệt là ở những cảnh quay khó, đoàn phim không chỉ dựa vào thiết bị mà còn rất đầu tư, chăm chút cho từng cảnh quay. Muốn tiền nhất có lẽ là những cảnh cháy và mưa trong Hai Mối, khi những phân cảnh này tốn đến hàng tỷ đồng. Một trong những phân cảnh ấn tượng nhất là khi ngôi nhà lá bị cháy. Thay vì dùng thủ thuật chiêu trò, đoàn phim đã quyết định làm cháy thật, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tạo ra khung cảnh vô cùng đáng sợ. Tất nhiên, khi quay những phân cảnh này, đoàn phim đã đảm bảo rất tốt yếu tố an toàn, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào set quay. Và chỉ mới coi qua hậu trường thôi đã thấy phân cảnh đáng trông đợi thế nào. Thiết bị hiện đại, cảnh quay khó ngốn tiền tỷ, song Hai Mối từ đầu tới cuối không hề có nhà tài trợ. Đạo diễn Vũ Thành Vinh gần như một mình chấp hết, bỏ tiền túi ra quay phim để thỏa mãn niềm đam mê điện ảnh. Một vài chia sẻ cho biết, khi bộ phim khởi quay đã có nhiều nhà tài trợ tới ngỏ lời, song sau khi cân nhắc thì vị đạo diễn vẫn quyết định tự bỏ tiền túi để lo mọi thứ từ A tới Z. Là phim đầu tay, anh quyết định đây sẽ là cuộc phiêu lưu của riêng mình, chấp nhận đánh đổi để tập trung vào chất lượng nghệ thuật của phim chứ không đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Với sự đầu tư và chỉnh chu trong từng thước phim, đạo diễn Vũ Thành Vinh chắc chắn sẽ mang tới một tác phẩm hoàn hảo, giúp khán giả có được những trải nghiệm tốt nhất khi xem Hai Mối. Mặt khác, đến với bộ phim, người xem sẽ được gặp lại loạt cái tên gạo cội trong làng diễn xuất như nghệ sĩ Quyền Linh, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Đối với các nghệ sĩ, việc có thể cùng xuất hiện trong một bộ phim là rất khó, song đây sẽ là màn hội ngộ đầy chất lượng khi Hai Mối đang được đánh giá cao cả về kịch bản và hình ảnh. Phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 30 tháng 8, đừng quên đón xem để trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong bộ phim này nhé.